Xin chào bạn, đây là mẫu bàn phím giả cơ của Mophie với tên mã là Mophie Candy Wick, và đây là phiên bản có dây với đầu USB được mạ vàng, trông rất là xịn sò như vậy, và dây của nó thì khoảng là 1.2 đến 1.5 m. Với phiên bản có dây này thì các bạn rất là thoải mái để cắm vào máy tính bàn, PC, laptop hoặc là TV để sử dụng. Hiện tại thì nó sẽ có 3 màu, như trên hình đây là màu kem. Cái nút của nó thì sẽ là màu trắng, nhưng mà cái phần khung của nó sẽ là màu trắng ngà ngà giống màu kem. Còn đây là phiên bản màu hồng. Với phiên bản màu hồng này, các bạn xem trên clip như vậy nó sẽ không được đẹp, và chỉ đúng khoảng 60-70% mà thực tế thôi. Màu trên clip thì rất là xấu, màu bên ngoài thì nhìn đẹp hơn rất là nhiều, trong lung linh hơn, tại vì màu hồng trên clip nó nhợt nhạt quá, màu ở ngoài thì nó tươi tắn hơn rất là nhiều. Còn đây là bàn phím màu đen, nút màu trắng, điểm nhấn là màu đỏ giống như cái con kia. Vì đây là một bàn phím full size nên có đầy đủ các nút chức năng và hàng phím số cho các bạn. Ở trên dãy phím F thì còn có các nút thao tác nhanh như tắt mở nhạc, chuyển bài hát về màn hình chính. Sau bàn phím thì sẽ có 4 miếng cao su để chống trơn trượt. Ngoài ra sẽ có đế nâng để giúp nâng cao bàn phím khi mà bạn gõ chữ lâu thì sẽ không bị gây cảm giác mỏi tay. Đây chỉ là một clip trên tay nhanh thôi, clip review chi tiết mình sẽ để liên ở bên dưới nha. Hoặc đây là số điện thoại bên mình, liên mua hàng được miễn phí vận chuyển mình cũng sẽ để bên dưới luôn. Còn đây là shop bên mình, 1994 to, thì các bạn cứ ghé vào tham khảo nhé. Rồi xin chào các bạn.